Minh Nhí nói gì trước sự cố bị cấm diễn gần 20 năm trước? Minh Nhí cho hay việc anh bị cấm diễn, cấm đi dạy do vi phạm kỷ luật đã xảy ra từ rất lâu và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã giúp anh vượt qua thời kỳ khó khăn này. Xuất hiện trong chương trình The Khang Show, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Minh Nhí có dịp ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Chia sẻ về giai đoạn biến mất khỏi làng giải trí vào năm 2005 khi đang nổi đình nổi đám, nam nghệ sĩ Minh Nhí cho hay: "Lúc đó tôi ra nước ngoài chơi một tháng, nhưng ham chơi lại có vướng mắc tình cảm nên ở lại tới 2-3 tháng đợi ổn định mới về. Khi ấy tôi đang nằm trong biên chế chính quy của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nên đi đâu phải xin phép đàng hoàng, nhưng tôi xin phép có một tháng mà đi gần cả năm. Do vi phạm quy định, Minh Nhí phải thôi dạy và bị cấm diễn 6 tháng. Nam diễn viên thừa nhận việc anh bị kỷ luật là đúng. Anh khẳng định bản thân không hề có ý định bỏ nghề hay định cư ở nước ngoài. Anh nói, tôi muốn đính chính là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rời Việt Nam, đến nước khác sinh sống hay bỏ nghề. Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã hết lòng yêu thương, hỗ trợ để anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Lúc đó Hồng Vân là người an ủi, tìm đủ mọi cách xin cho mình đi diễn trở lại. Khi tôi có giấy phép biểu diễn, bà ấy là người mời tôi về diễn ở sân khấu kịch Edicap. Cuộc đời tôi phần nửa là diễn viên, nửa còn lại là đi dạy. Tôi muốn đi dạy lắm. Bà ấy cũng là người hỏi tôi, bây giờ muốn đi dạy không? Mình mở lớp. Vậy là tôi nói bà ấy mở lớp dạy. Những lớp dạy diễn viên đầu tiên với các học sinh như Mạnh Phúc, Xuân Nghị, chỉ có 2 người dạy thôi. Đã có hơn 40 năm là bạn thân, nên tình cảm mà Hồng Vân và Minh Nhí dành cho nhau rất chân thành và bền chặt. Chia sẻ về người bạn thân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tự nhận mình như vú em khi chơi cùng với Minh Nhí mỗi khi anh giận dỗi. Tôi không bao giờ giận vì rất hiểu ông ấy, nhưng Minh không hiểu tôi, nên tôi luôn như người vú em phải đi làm hoa. Hồng Vân cũng thừa nhận rất ngưỡng mộ Minh Nhí. Mỗi khi xem anh hay nghệ sĩ Hổ Châu diễn trên sân khấu, chỉ phải thốt lên, rất đã. Tình bạn của cặp nghệ sĩ nổi tiếng đã khiến khán giả theo dõi chương trình rất ngưỡng mộ. Nhiều người thừa nhận Hồng Vân và Minh Nhí chính là bầu trời tuổi thơ của họ.